Ukraine báo cáo 21 người đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích gần Kharkiv. Anh gửi hệ thống phòng thủ tên lửa đến Ba Lan. Phát biểu trước Hạ viện Đức, Tổng thống Zelensky nói Berlin đã đặt lợi ích kinh tế trên an ninh của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói nếu các cuộc tấn công của Nga nhằm vào dân thường ở Ukraine, đó là một tội ác. Slovakia nêu điều kiện chuyển tên lửa S-300 cho Ukraine. Bắc Kinh nói rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu. Úc dọa sẽ chế tài Trung Quốc nếu nước này hỗ trợ Nga xâm lược Ukraine. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ cấm công ty viễn thông Trung Quốc vì lo ngại ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tàu chở ô tô chìm ngoài khơi Iran. Điểm tin trong nước. Việt Nam thay đổi mục tiêu kiểm soát ca nhiễm Covid-19. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của mục điểm tin sáng ngày 18 tháng 3 của DKN TV. Mở đầu chương trình là phần điểm tin quốc tế với những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình Ukraine. Ukraine báo cáo 21 người thiệt mạng trong cuộc pháo kích gần Kharkiv. Thưa quý vị, theo văn phòng công tố khu vực Kharkiv của Ukraine, ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương khi lực lượng Nga nã pháo vào thị trấn Merefa, cách Kharkiv khoảng 25 km về phía tây nam. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 3 theo giờ địa phương, đã phá hủy một trường học và một câu lạc bộ nghệ thuật. 10 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Các mục tiêu dân sự ở Kharkiv thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đã bị tấn công bởi các cuộc pháo kích từ Nga kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào tháng trước. Ngoài ra, thành phố Chernihiv, phía đông nam Kharkiv, cũng đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh của Nga trong nhiều tuần lễ. Cảnh sát ở Chernihiv cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào hôm 16 tháng 3, rằng cuộc tấn công quân sự của Nga vào thành phố đã giết chết ít nhất 53 người chỉ trong ngày thứ tư trong đó có 10 người mà Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ukraine cho biết họ đã bị bắn hạ khi đang xếp hàng lấy bánh mì. Ở một diễn biến khác, Anh gửi hệ thống phòng thủ tên lửa đến Ba Lan. Trong chuyến thăm tới thủ đô Ba Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, Vương quốc Anh đang điều hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Skyshaper tới Ba Lan với khoảng 100 binh sĩ, Ông cho biết, động thái này là để bảo đảm rằng chúng tôi sát cánh với Ba Lan trong việc bảo vệ không phận của nước này khỏi bất kỳ sự xâm lược nào từ Nga. Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi tên lửa của Nga tấn công vào một căn cứ quân sự ở Javoriv của Ukraine chỉ cách biên giới với Ba Lan vài dặm. Trong một diễn biến liên quan, một nhóm các nhà lập pháp Ukraine nói rằng Anh nên thúc ép các đồng minh, bao gồm Pháp và Đức, làm nhiều hơn nữa để giúp cho Ukraine đánh bại cuộc xâm lược của Nga. Bốn nữ thành viên quốc hội Ukraine, những người có cuộc gặp Thủ tướng Boris Johnson tại London vào hôm 17 tháng 3, đang hối thúc Vương quốc Anh tăng cường hỗ trợ quân sự cho nước này và gia tăng áp lực kinh tế đối với Nga. Theo đó, bà Alona Skrum, của đảng Batkip China cho biết, chúng tôi ước rằng quý vị cũng có thể gây áp lực, buộc Pháp và Đức phải làm nhiều hơn nữa. Bà Scrum, người đã dành 2 ngày rưỡi để đi từ Kiev đến nước Anh, cũng kêu gọi công chúng tăng cường áp lực lên các công ty vẫn hoạt động ở Anh, buộc phải rời đi. Bà nói, mỗi đô la, mỗi đồng rút họ kiếm được, bây giờ chỉ dành cho quân đội và cho những người lính Nga đang giết chết những đứa trẻ Ukraine các nhà lập pháp Ukraine hiện đang bị cấm rời khỏi đất nước của họ. Nhưng những người phụ nữ này đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky cho phép thực hiện chuyến đi đến nước Anh. Trong một diễn biến tương tự, phát biểu trước Hạ viện Đức, ông Zelensky nói Berlin đã đặt lợi ích kinh tế trên an ninh của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận được sự đón chào của các nghị sĩ ở Hạ viện Đức vào ngày 17 tháng 3 khi ông có bài phát biểu qua video. Trong bài phát biểu trực tuyến, nhà lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz thể hiện sự đoàn kết hơn nữa với Ukraine, theo tin từ AFP. Ông Zelensky cũng cho rằng Đức đã đặt lợi ích kinh tế trên an ninh của Ukraine trước thêm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ông đã chỉ trích sự ủng hộ mà Berlin từng dành cho dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Tổng thống Ukraine cũng phàn nàn về việc các chính trị gia Đức thường xuyên bác bỏ việc kết nạp Ukraine vào tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hay Liên minh Châu Âu EU. Trước đó, ông Zelensky hôm 15 tháng 3 đã thừa nhận Kyiv hiểu rằng họ khó có cơ hội để trở thành thành viên NATO. Đây được coi là động thái thể hiện sự nhượng bộ của ông Zelensky trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đang tiếp diễn. Theo tin từ TASS, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết mục tiêu của các cuộc đàm phán chính là bảo đảm vị thế trung lập của Ukraine. Cũng trong bài phát biểu hôm 17 tháng 3 trước Hạ viện Đức, ông Zelensky đã cảm ơn người Đức đã giúp đỡ người tị nạn từ Ukraine. Các nhà báo đưa tin về chiến sự và các doanh nghiệp Đức đã đặt đạo đức lên trên lợi nhuận. Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông Zelensky trước Quốc hội Đức. Trước đó, ông từng có các bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Canada hay Nghị viện châu Âu để kêu gọi sự giúp đỡ đối với Ukraine. Chuyển sang một diễn biến khác. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói nếu các cuộc tấn công của Nga nhằm vào dân thường ở Ukraine thì đó là một tội ác. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Slovakia vào hôm thứ Năm cho biết có căn cứ để khẳng định Nga đã phạm tội ác chiến tranh. Ông Austin cho rằng các cuộc tấn công gần đây ở Ukraine dường như tập trung trực tiếp vào dân thường. Và nếu bạn tấn công dân thường, cố tình nhắm vào dân thường thì đó là một tội ác. Ông Austin cho biết các hành động của Nga ở Ukraine đang được Bộ Ngoại giao Mỹ xem xét. Ông Austin nói, có một quá trình mà chúng tôi sẽ thực hiện để xem xét tất cả những điều này, nhưng chúng tôi kêu gọi ông Putin chấm dứt những hành động khủng khiếp này. Một lần nữa, đây là những thương dân không phải là chiến binh, và vì vậy họ không nên là mục tiêu. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua cũng đã gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh. Đây là lời chỉ trích được cho là nặng nề nhất của ông Biden đối với ông Putin kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu cách đây 3 tuần. Tin tiếp theo, Slovakia nêu điều kiện chuyển tên lửa S-300 cho Ukraine trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày hôm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia, ông Jaroslav Nath cho biết, Slovakia sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng không tầm xa S-300 cho Ukraine nếu như NATO chuyển bù cho họ thiết bị khác để lấp chỗ trống. Bộ trưởng Nat nói, chúng tôi đã thảo luận với Mỹ, Ukraine và các đồng minh về khả năng triển khai, chuyển giao hoặc cung cấp hệ thống S-300 cho Kiev. Chúng tôi sẵn sàng làm như vậy, nhưng chỉ khi có phương án bù đắp phù hợp. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã từ chối bình luận liệu Mỹ có giúp Slovakia lấp chỗ trống của hệ thống S-300 hay không. Bộ trưởng của Slovakia đưa ra tuyên bố sau khi Tổng thống Zelensky ngày hôm qua có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, trong đó ông nhấn mạnh nước này cần hệ thống S-300. Slovakia, nước thành viên NATO có đường biên giới dài 98 km với Ukraine, sở hữu một hệ thống phòng không S-300 sản xuất từ thời Liên Xô và được chuyển giao sau khi tiệp khắc tan rã vào năm 1993. NATO dự kiến triển khai tổ hợp phòng không Patriot tới đây trong nỗ lực củng cố sườn đông liên minh. Tuy nhiên, chính phủ Slovakia cho rằng điều này là không đủ, do họ không được sở hữu hệ thống và chưa rõ nó sẽ triển khai trong bao lâu. Slovakia cũng biên chế một phi đội tiêm kích MiG-29 và phụ thuộc vào hỗ trợ kỹ thuật của Nga. Bộ trưởng Nat cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Austin về những phương án lấp khoảng trống khi loại dòng MiG-29. Thêm rằng Slovakia có thể nhận tiêm kích F-16 từ Mỹ vào năm 2024. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác. Bắc Kinh nói rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu. Đài Achi của Nga hôm 17 tháng 3 dẫn lời ông Cao Phong, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết Trung Quốc phản đối mọi hình thức trừng phạt đơn phương không có cơ sở. Các biện pháp trừng phạt kinh tế không chỉ không giải quyết được các vấn đề an ninh mà còn gây tổn hại đến đời sống của người dân, phá vỡ thị trường toàn cầu và khiến cho nền kinh tế thế giới vốn đã bị trì trệ, trở nên càng tồi tệ hơn. Tuyên bố của ông Cao Phong được đưa ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, Jake Sullivan đã cảnh báo Bắc Kinh sẽ phải chịu hoàn toàn hậu quả nếu như giúp Nga né các lệnh trừng phạt và khôi phục các lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng. Quan chức này cũng cho biết, Bắc Kinh sẽ cam kết bảo vệ các doanh nghiệp của mình nếu Washington nhắm vào các công ty Trung Quốc. Ông nói thêm rằng, các hành động phi lý của Washington đối với các công ty Trung Quốc sẽ làm tổn hại đến người tiêu dùng trên toàn thế giới, bao gồm cả những người Mỹ. Bắc Kinh đã từ chối lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraina, không như những nước phương Tây và một số quốc gia châu Á khác. Nước này đã không áp đặt lệnh trừng phạt nào đối với Moscow. Trong tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng khẳng định Nga là đối tác chiến lược quan trọng nhất của quốc gia này. Tin tiếp theo, Úc dọa sẽ chế tài Trung Quốc nếu nước này hỗ trợ Nga xâm lược Ukraina. Thủ tướng Úc Scott Morrison đã nói: Chính quyền của ông sẽ cùng nhịp bước với các đồng minh và đối tác để phản ứng với sự im lặng lạnh người của Trung Quốc về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraina. Ông cũng nói rằng việc Trung Quốc viện trợ vũ khí cho Nga sẽ là đáng ghê tởm. Chúng tôi sẽ cùng nhịp bước với các đồng minh và đối tác của mình về những vấn đề này và Mỹ đã và đang đưa ra những tuyên bố rất rõ ràng về điều này và chúng tôi ủng hộ những tuyên bố đó. Thủ tướng Úc cũng đã kêu gọi Trung Quốc Hãy rõ ràng về bản chất của mối quan hệ với Nga khi nói về việc ném cho họ phao cứu sinh trong cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Ông Morrison cũng nói rằng Bắc Kinh nên rõ ràng sự ủng hộ quân sự cho Nga nếu có đã được thảo luận là gì, bởi vì điều đó sẽ là đáng ghê tởm. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton cũng đã nói rằng việc Trung Quốc không lên án Nga nên được coi là hồi chuông cảnh báo khắp thế giới. Đồng thời, ông Dutton cũng cho rằng tất cả các quốc gia tự do sẽ phải đối mặt với ngày mai đen tối hơn nếu Vladimir Putin thành công. Ngày càng trở nên rõ ràng rằng canh bạc Ukraine của Putin là một tính toán sai lầm và nó có thể hủy hoại chính bản thân ông ta. Ông Dutton nói tại một sự kiện tại camera của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ. Lãnh đạo Đảng Lao động Đối lập Úc, ông Anthony Albanese, cũng đã được hỏi về khả năng chế tài Trung Quốc và ông đã phản hồi rằng ông ủng hộ Úc hành động phù hợp với các đối tác trên thế giới. Trung Quốc có trách nhiệm phải lên án cách hành xử và hành vi xâm lược của Nga. Ông Anthony Albanese nói, Chính quyền Trung Quốc cho đến nay vẫn không công khai chỉ trích Nga xâm lược Ukraine. Bắc Kinh khẳng định tất cả các bên nên hành xử kiềm chế và làm dịu tình hình thay vì đổ thêm dầu vào lửa. Sự tập trung vào Trung Quốc đã tăng lên sau khi các quan chức Mỹ nói rằng họ lo ngại Bắc Kinh đã quyết định viện trợ kinh tế và cả tài chính cho Nga và cũng đang dự tính chuyển nguồn cung quân sự như máy bay không người lái cho Moscow. Cố vấn an ninh quốc gia tòa Bạch ốc Jake Sullivan đầu tuần này đã nói rằng Bắc Kinh chắc chắn sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu như họ giúp Moscow né tránh các chế tài phản ứng với các báo cáo của Âu Mỹ cho rằng Trung Quốc đã tỏ ý sẵn sàng cung cấp viện trợ quân sự cho Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Triệu Lập Kiên đã cáo buộc Mỹ đang lan truyền thông tin sai lệch. Tại một cuộc họp báo thường nhật ở Bắc Kinh vào hôm 16 tháng 3, ông Triệu Lập Kiên nói Mỹ nên tự vấn sâu sắc về vai trò của mình trong tình hình đang diễn tiến tại Ukraine. Khi được báo giới hỏi liệu Trung Quốc sẽ loại trừ việc đổ thêm dầu vào lửa khi viện trợ cho Nga, ông Triệu Lập Kiên khẳng định, lập trường của chúng tôi về vấn đề Ukraine là không thể chê trách vào đâu được. Ở một diễn biến tương tự, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ cấm công ty viễn thông Trung Quốc vì lo ngại ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC đã bỏ phiếu cấm Pacific Networks và công ty con Comnet cung cấp dịch vụ viễn thông tại Mỹ với lý do lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia trước mối quan hệ của họ với chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo đó, với 4 phiếu thuận và không phiếu chống, Pacific Networks cùng với 3 công ty viễn thông khác của Trung Quốc đã bị FCC tước giấy phép hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ vì lý do an ninh. Suốt nhiều năm, FCC vẫn lo ngại về việc liệu Pacific Networks và Comnet có thể hoạt động tự do tại nước Mỹ mà không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và phúc lợi của khách hàng hay không. Một tuyên bố phát đi ngày 16 tháng 3 của FCC cho hay, từ tháng 3 năm 2021, FCC đã phát hiện Pacific Networks đã không xua tan được những quan ngại sâu sắc liên quan đến việc duy trì thẩm quyền cung cấp dịch vụ viễn thông tại Mỹ và bắt đầu quá trình thu hồi giấy phép của hãng này. Trong vòng 60 ngày, FCC sẽ lấy lại hai mã điểm báo tín hiệu quốc tế ISPC gán cho Comnet trong năm 2001 và 2003. Quyết định của FCC dựa trên một số cân nhắc nhất định là các công ty con của một pháp nhân nhà nước Trung Quốc, hai công ty này phải chịu sự khai thác, ảnh hưởng và kiểm soát của chính quyền Trung Quốc và sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của chính quyền Trung Quốc thay vì dựa vào các biện pháp bảo vệ pháp luật mà các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở các quốc gia khác có thể được hưởng. Tuyên bố lưu ý. Thêm nữa, với mối quan hệ của họ với chế độ đảng cộng sản trung quốc pacific networks và comnet có thể tạo cơ hội cho bắc kinh truy cập giám sát lưu trữ và trong một số trường hợp làm gián đoạn và hoặc định tuyến sai thông tin liên lạc của hoa kỳ từ đó tạo điều kiện cho hoạt động gián điệp của đảng cộng sản trung quốc cũng như các hành động gây hại cho nước mỹ tuyên bố cho biết thêm Kể từ tháng 10 năm 2021, cơ quan quản lý đã thu hồi giấy phép của các công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc, China Telecom và China Unicom. Do quan ngại mối liên hệ của họ đối với Bắc Kinh sẽ dẫn đến những rủi ro về an ninh quốc gia. Hồi tháng 2 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã đưa ra cáo buộc liên bang đối với công ty viễn thông Hitera có trụ sở tại Shenzhen vì âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Hitera, một nhà sản xuất công nghệ vô tuyến của Trung Quốc, đã âm mưu tiếp cận các cựu nhân viên của Motorola để đánh cắp công nghệ radio di động kỹ thuật số từ công ty có trụ sở tại Chicago. Tiếp theo chương trình là một tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Tàu chở ô tô chìm ngoài khơi vùng biển Iran Một quan chức phụ trách an ninh hàng hải Iran hôm 16 tháng 3 nói với hãng tin IRNA cho biết, một chiếc tàu chở ô tô và một số loại hàng hóa khác của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã bị lật ở vùng biển của Iran. Quan chức này nói rằng, điều kiện thời tiết không thuận lợi và gió giật ở vận tốc 70 km/h đã ngăn cản lực lượng cứu hộ tiếp cận tàu gặp nạn. Khi ba tàu cứu hộ đến được hiện trường, con tàu chở hàng đã bị chìm. Trang theo dõi hàng hải Marine Traffic nhận diện tàu gặp nạn là al Shami 6, trọng tải hơn 6.000 tấn và dài hơn 140 mét, di chuyển từ Dubai đến Um Qasr, phía nam của Iraq. Công ty vận tải Salem Al Makrani có trụ sở ở Dubai, trước đó đã xác nhận một tàu hàng chìm vì thời tiết xấu. UAE có quan hệ chặt chẽ với các nước phương Tây, nhưng vẫn là đối tác thương mại lớn của Iran. Hai nước đã hạ cấp quan hệ ngoại giao vào năm 2016 do tác động từ căng thẳng giữa Iran với Ả Rập Saudi, đồng minh của UAE. Quan hệ được cải thiện từ cuối năm ngoái sau chuyến thăm của quan chức cấp cao UAE đến Tehran. Tiếp nối chương trình là phần điểm tin trong nước. Việt Nam thay đổi mục tiêu kiểm soát ca nhiễm COVID-19. Chính phủ Việt Nam sắp tới sẽ chuyển từ kiểm soát số ca nhiễm COVID-19 mới sang kiểm soát ca nhập viện và có nguy cơ cao, rất cao và ca tử vong. Chương trình phòng chống Covid-19 được chính phủ ban hành ngày 17 tháng 3, nêu chủ trương phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn cần sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống, kể cả khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế, tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn. Để đạt được những mục tiêu nêu trên, người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế sớm và nhanh nhất biện pháp chống dịch sẽ giảm thiểu tối đa tác động đến người dân. Tất cả người nhiễm COVID chuyển nặng, nguy kịch đều được chăm sóc và điều trị. Nhóm dân số dễ tổn thương như người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ mồ côi cũng được tiếp cận dịch vụ y tế. Bộ Y tế được giao sửa đổi các quy định chuyên môn về chống dịch như đánh giá cấp độ nguy cơ, xét nghiệm, cách ly, điều trị, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và tạo điều kiện khôi phục kinh tế. Trước đó, hồi đầu tháng 3, Bộ Y tế đã đề xuất dừng thông báo số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày để tránh gây hoang mang và chưa phản ánh đúng bản chất của tình hình dịch tại Việt Nam. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề xuất cho người nhiễm, người nghi nhiễm đang trong thời gian cách ly được đi làm. Cũng theo báo cáo từ các cơ quan chức năng Việt Nam, trong thời gian gần đây, dù số ca nhiễm cộng đồng tăng nhanh nhưng tỷ lệ tử vong giảm một tuần vừa qua, số ca nhiễm trung bình mỗi ngày là 170.000 ca, tăng 39% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca tử vong trung bình mỗi ngày là 75 ca, giảm 14% so với tuần trước. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm tin sáng ngày 18 tháng 3 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!